Mỗi sáng lên trên mạng thấy tin tức đang lan tràn, ngày hôm nay thêm vài ca nữa mắc bệnh, thế là hết nguyên khu vực cách ly để cho an toàn. Ôi nghe sao mà lòng hoang mang, hết kinh tế đến giáo dục bước vào thế căng vô cùng, toàn dân đang mong tìm được cách khắc phục, thấy mà xót xa trong lòng, chỉ còn biết nuôi hy vọng, cầu mong mọi thứ sẽ mau yên bình. Cùng tự giác nha các bạn ơi, siêng năng nạp xe để đề kháng tốt hơn đi. Vì bao nhiêu người thân và bao nhiêu người dân, mình hãy tự giác cách ly. Nào tự giác nha các bạn ơi, đi đâu về đâu thành thật khai báo đúng nơi. Vì sức khỏe của ta, quyết tâm đẩy lùi corona. Hey, nhà nước đang rất cố gắng mọi cách để ngăn chặn corona. Vậy nên toàn dân mình hãy chung sức chung tay để cùng vượt qua. Ông cha ta bảo vệ đất nước, hy sinh để đời mình tiếp bước. Nên hôm nay ta phải quyết tâm để đất nước ta mãi tươi đẹp. Oh, 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 oh. Nào mình cùng tự giác. Oh, 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 oh. Và mình cùng cảnh giác. Oh, 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 oh. Nào cùng nhau quyết tâm đẩy lùi nhanh corona. Khẩu trang phải luôn bên mình, giữa tay nhiệt tình. Và không nên ra đường trong lúc bất bình, cũng đừng quá nên lo sợ, để rồi nháo nhau đi chợ, chỉ làm cơ quan chức năng bơ phờ. Cùng tự giác nha các bạn ơi, siêng năng nạp xe để đề kháng tốt hơn đi. Vì bao nhiêu người thân và bao nhiêu người dân, mình hãy tự giác cách ly. Nào tự giác nha các bạn ơi, đi đâu về đâu thì thật khai báo đúng nơi. Vì sức khỏe của ta, quyết tâm đẩy lùi corona. Tự giác nha các bạn ơi, ai không được khỏe thì hãy đi khám ngay đi. Vì bao nhiêu người thân và bao nhiêu người dân, mình hãy tự giác cách ly. Nào tự giác nha các bạn ơi, đi đâu về đâu thành thật khai báo đúng nơi. Vì sức khỏe của ta, quyết tâm đẩy lùi corona.